ngủ dậy em thấy ông chồng tôi đâu hết trơn, đang tính đi đánh răng. Ủa chứ chồng làm gì trong đây vậy chồng? Thì chồng đang xếp đồ chứ làm gì vợ? Ủa chồng xếp đồ đi đâu? Thì chồng xếp đồ về nhà mẹ chứ ở đâu? Tôi kêu ủa sao về nhà mẹ mà chồng không nói gì với vợ hết trơn vậy? Thì chồng thấy vợ đang ngủ cho nên là chồng đợi vợ dậy rồi chồng nói, rồi chồng xếp đồ xong hết rồi vợ đi đánh răng đây chứ chồng gọi xe luôn rồi. Trời ơi, nay ông chồng tôi cũng về nhà mẹ mà cũng không thèm nói tôi luôn mấy bà. Ông kêu thì cứ cuối tuần là mang ba lô về thôi chứ cần gì nói. Tôi nói thiệt luôn mấy bà ơi, ông chồng tôi cũng tâm lý dễ sợ luôn á. Cứ cuối tuần là tự động vác ba lô đi về nhà mẹ vậy. Tôi nói hả, cuối tuần mà được về nhà mẹ sum họp gia đình là điều hạnh phúc nhất luôn mấy bà ơi. Vừa ra thấy xe nó vừa tới luôn nè mấy bà. Bây giờ lo đóng cửa cẩn thận để đi về nhà mẹ cho nó an toàn nè mấy bà ơi. Bye bye mấy bà, tôi đi về nhà mẹ nha. Tại vì từ nhà tôi về nhà ba mẹ là cách 30 cây số lận mấy bà. Tôi nói ngán đi đường xa ghê luôn á, nó say xe kinh khủng khiếp luôn mấy bà ơi. Cuối cùng cũng tới nhà rồi nè mấy bà. Trời ơi, tôi nói tới nhà nó vui dễ sợ luôn mấy bà. Mà vô không thấy ba mẹ đâu hết trơn à, tôi chạy ra đằng sau tìm liền luôn á. Thì ra ba mẹ ở ngoài đây nè. Mẹ kêu hả mới về hả con, ba mẹ mừng quá chừng luôn mấy bà. Mà nhìn thấy ba mẹ làm vất vả mà thấy thương lắm mấy bà ơi. Tại vì bây giờ là mùa tiêu mấy bà, nên làm từ 4 giờ sáng tới bây giờ còn chưa được nghỉ luôn mấy bà ơi. Trời ơi, nhìn ba mẹ vất vả mà thương lắm luôn á. Bây giờ họ đi vô thay đồ ra một cái để xuống thấy cái nồi gì mà gì trời. Trời ơi, mở ra nguyên một con vịt luộc luôn mấy bà ơi, ngon quá chừng ngon luôn á. Bây giờ họ mang cái cào này ra phụ chị Tư tôi cào tiêu nữa mấy bà. Tại vì bây giờ mùa tiêu cho nên họ rất là nhiều tiêu luôn mấy bà ơi. Mà một mình chị tôi cào cũng không có nổi luôn á. Thường thường là ở nhà là có mẹ phụ nữa luôn mấy bà. Trời ơi, tôi nói họ đi ra đứng có chút xíu mà nó nắng dễ sợ, công nhận chị tôi họ giỏi thiệt luôn mấy bà ơi. Cào hết nhiêu đây cũng đuối luôn á. Đang đứng mà chị Tư tôi lại ok thôi thôi bé ơi đi vô giùm chị cái. Nghĩ sao đi ra cào tiêu mà không mang áo khoác cái đồ gì hết trơn á, đen da, đen tay, đen chân hết sao trời. Tôi kêu không sao đâu bé, chống nắng hết rồi yên tâm đi. Mà chị tôi mới đâu có tin, bà kêu hỏi thôi thôi đi vô giùm chị cái để đó chị cào cho, đen hết tay chân sao. Bà tưởng tôi vô thiệt mấy bà, ai về tôi vô tôi lấy cái này rồi tôi đưa cho bà. Ê nè, bé sử dụng cái này rồi không sao đâu, cái này chống nắng tốt lắm luôn á, cho nên bé chị bốn yên tâm đi. Bà kêu hỏi ủa cái này chị sử dụng được không vậy? Ủa mà thì không vậy, chống nắng tốt không? Tôi kêu đi đây bé sử dụng thử cho là biết liền à. Kem này là cái xịt chống nắng mấy bà ơi, bảo vệ da của mình cực kỳ là tốt luôn nha. Bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời mấy bà, đặc biệt là nó còn dưỡng trắng nữa. Mà tôi nói họ bôi lên một cái nó mịn màng da của mình, mà chị Tư tôi rất là nhiều lông tay mà nó không hề lộ một tí nào luôn mấy bà ơi. Nó mịn màng mà nó thấm nhanh vào da cực kỳ luôn. Nhìn hai cái tay nó khác nhau hoàn toàn luôn mấy bà thấy không? Trời ơi, nó dưỡng trắng da mà nó còn chống nắng, mình biểu sao mà không thích cho được. Mà chị Tư tôi bất kéo hỏi trời ơi bé ơi sao mà nó trắng mà nó đã dữ vậy bé? Nhìn hai cái tay mà chị không tin được luôn á, nó khác nhau hoàn toàn luôn nè. Tôi kêu thôi em cho chị Tư cái này nè ở nhà sử dụng nha. Trời ơi, bà mừng quá chừng luôn mấy bà. Bây giờ hai chị em tôi tiếp tục cào tiêu nữa bà. Đừng có hỏi tôi là sao chị ra nắng mà chị không có mặc áo khoác ở đồ gì hết trơn. Tại vì trước tiên là mình phải chống nắng trước để bảo vệ da nè mấy bà ơi. Mà các em này nó bảo vệ da cực kỳ là tốt luôn, vừa dưỡng trắng mà vừa bảo vệ da của mình dưới nắng mặt trời nữa. Đặc biệt là những bà nào hay đi du lịch thì phải có em này trong tay để bảo vệ da của mình nha.